Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà em mới về một chiếc đài cassette với mã model là Sony CFS1033S dạ. Thì là máy về còn khá đẹp dạ. Em sẽ quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh của máy dạ. Đây là phần loa bên trái của máy. Còn rất là đẹp. Mặt phía trên dạ. Đây là phần thân máy dạ. Kim cơ còn rất là đẹp và vân chữ của rất là nét. Và đây là phần loa bên phải của máy. Dạ vâng, máy có các tính năng như sau. Thứ nhất là phần radio của máy tại là full 1/8 luôn nha. Bắt được tất cả các đài của Việt Nam. Máy được trang bị một cửa băng cassette ở phía trước dạ. Nhìn rất là cân đối. Để phim cơ phần băng cassette dạ. Đây là nút volume tổng của máy và đây là nút toning. Hai cái nút volume được thiết kế rất là cân đối dạ. Nhìn rất là bắt mắt. Ngoài ra thì máy có 5 cần chỉnh equalizer này, hoạt động rất là tốt dạ. Các chế độ chọn như là tab radio, chúng ta hát chế độ nào chúng ta để chế độ đó dạ. Để nút chọn AM và FM của máy. Cho quay cận cảnh. Đây là cái thông của máy dạ. Rất đẹp, liền lạc, không bị xước sát hay bị xích mẹ gì hết. Dạ vâng, đây là phía sau của máy. Dây loa của này dây zin theo máy luôn dạ. Anten zin theo máy. Nguồn điện thì em đang để chế độ 220V, máy thì là đa dòng điện nhưng em để chế độ 220V cho dễ sử dụng dạ. Đây phần nắp pin của máy luôn dạ. Để em sẽ mở hết đây. Đây phần nắp pin của máy. Có cái số seri luôn dạ. Số seri là 7103 đuôi này dạ. Đây đúng. Rất đẹp, liền lạc, không có bị xước sát, đặc biệt là còn hai cái tai. Hai cái vân tai khóa loa còn nguyên hết nhỉ. Dây loa dây zin theo máy hết thì. Đây máy đa dòng điện này, 110, 120, 220 và 240 hết nhỉ. Đây đa dòng điện hết. Đặc biệt là còn nguyên cái phần mà đề can này, băng keo này. Của nhà sản xuất ngày xưa giờ cũng còn nguyên. Dạ vâng, quý vị là có nhu cầu sổ lạc em có số điện thoại 0938303454. Đạt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm luôn cái kênh sẽ nhận được những video với audio Đạt Gò Vấp nhất có thể giờ. Bây giờ em đi vào phần test chức năng của chiếc máy Sony CFS1033S giờ. Đầu tiên em test phần băng trước giờ, băng em test một đoạn nhạc của nữ ca sĩ Thanh Tuyền. Và em chọn chế độ băng như đây, em chỉ bấm play thôi dạ, play của máy đây. Đây là volume máy đây dạ. Thank you.
Rất là tốt rồi dạ. Em tua tới tua lui em chạy rất là ngọt ngào và êm ái dạ. Em tua ngược lại đó. Và em bấm play tiếp tục. Dạ vâng, cái phần băng cassette hoạt động tốt rồi dạ. Tiếp theo em sẽ test cái phần mà radio của máy. Radio em gạt ở trên đây. Radio. Và đó là cái ngủ đêm tỉnh như ngày. Bà lại hay quên tên con tên cháu. Người trẻ đau đầu năng suất còn đâu. Tránh gì chứng não hỗ trợ dạ. Sự phòng mỗi lần. Hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong hơn 20 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP. Có thể là làm những cái phương pháp hỗ trợ khác, thế nhưng mà bệnh nhân vẫn không có qua khỏi được. Và cái lúc mà người ta ra đi, người ta có những cái biểu hiện mà đã khắc sâu vào những cái tâm trí của những người làm bác sĩ ngoại khoa nói chung, và đặc biệt những bác sĩ ghép tạng nói riêng như chúng tôi, là không thể. Giải đấu này đã không được tổ chức kể từ năm 1900. Gạt đây là phần tắt máy dạ. Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng này dạ. Quý vị là có nhu cầu sửa lạc em qua số điện thoại 0938303454 đặt cầu vấp. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.